Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an cùng VNPT Đắk Lắk tổ chức tiếp các lớp tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cán bộ chiến sĩ. 2, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, trong đợt này, có 500 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ công an tỉnh đến cấp huyện, cấp xã được tập huấn đào tạo chuyển giao sử dụng công nghệ, phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, mỗi đồng chí được nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị, vận hành, xây dựng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thời gian tới một cách thuần thục, khoa học, nhanh chóng, hiệu quả cao. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các mặt công tác quản lý hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, là cốt lõi để xây dựng và kết nối hệ thống các cơ sở dữ liệu với nhau, góp phần phát triển chính phủ điện tử thời gian qua công an tỉnh đắk lắc đã triển khai nhiều phần việc nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của bộ công an